Vâng thưa quý vị, sử dụng các nguồn thực phẩm từ tự nhiên vốn là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên thời gian vừa qua vẫn xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi người dân ăn nấm lạ, rau rừng lạ hoặc là măng sắn chế biến không đúng cách. Thậm chí nhiều trường hợp bệnh nhân chuyển biến nặng tử vong. Do đó, Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo để người dân phòng tránh ngộ độc. Hàng năm, vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, thường xảy ra các vụ ngộ độc do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, qua quả rừng, cây rừng. một số trường hợp nặng đã tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề dù đã được cứu chữa kịp thời. do đó cục an toàn thực phẩm bộ y tế khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây cổ, quả rừng lạ. chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương người dân phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc